AV Kali xin chào tất cả quý vị thân thương đến với bếp nhà bà Tám. Và hôm nay Đông Quân xin được giới thiệu đến quý vị một cô gái rất là xinh đẹp và tài năng. Đó là nghệ sĩ Hồng Thắm. Hồng Thắm xin kính chào quý khán giả của đài AV Kali. Ôi, ngày hôm nay thì Thắm ơi, Thắm có thể nào chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Thắm đến đây với một cái phong thái, với một cái tinh thần như thế nào không ạ? Hôm nay lần đầu tiên đến đây nhưng mà Thắm rất là vui vì thấy ở trong đây anh chị em làm rất là chuyên nghiệp và mà những cái món ăn rất là hấp dẫn, người nào làm cũng ngon hết. Đúng rồi. Mà ngoài ra quý vị biết không, ngoài cái cô gái xinh đẹp đứng cạnh Đông Quân như thế này đây, thì ngoài cái giọng hát rất là hay của Hồng Thắm thì Hồng Thắm có một cái tài rất là đặc biệt, đó là nấu những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt, rất là đậm đà hương vị quê nhà. Cho nên á, ngày hôm nay Hồng Thắm có thể nào giới thiệu cho quý vị khán giả đến với bếp nhà bà Tám món ăn gì không ạ? Dạ, hôm nay Hồng Thắm xin giới thiệu đến quý khán giả một cái món ăn rất là dân dã. Và mình nhớ lại ngày xưa mình đi học á, là mình hay ăn hàng á. Wow. Món này là món ăn hàng. Nhưng mà mấy quý bà quý cô rồi các em học sinh nhỏ nhỏ rất là thích. Wow. Đó là món bánh tầm khoai mì. Bánh tầm khoai mì sẽ đến với quý vị khán giả trong bếp nhà bà Tám ngày hôm nay. Thì tất nhiên bánh tầm khoai mì thì không thể nào thiếu khoai mì. Hay là thay vì nếu mình có thời gian thì mình mua cái khoai mì mà tươi á anh Quân, thì mình về mình bào. Cái vụ mà bào khoai mì á, Thắm biết không? Nhớ là hồi nhỏ tuổi thơ của Quân á, là cái củ khoai mì. Đúng. Xong rồi ha, nó có cái miếng á. Đúng rồi, xong rồi cái lỗ mình bào. Bào cái tay luôn. Bào cái tay luôn, cảm ơn. Đúng rồi. Tuổi thơ có làm cái đó. Có bị luôn, có bị mới biết. Nhưng mà này á, mình qua Mỹ thì nói chung là cũng công nghệ rồi. Thì tất cả đều có là sẵn hết. Hay quá ha. Có sẵn hết anh Quân. Thì cái này là người ta bào sẵn rồi. Rồi người ta đông đá thì mình về mình xả đá ra. Thì việc đầu tiên là mình xả đá ra ha. Thì bây giờ á, Thắm sẽ cho cái công thức là rất là dễ làm. Thì một gói khoai mì bào với trọng lượng là 16 ounce. Dạ, thì khi mình cắt rồi mình đổ vô đây ha. Thì cắt rồi bỏ đây. Đúng thôi rồi. Bây giờ mình nói thôi đi. Dạ, chứ nói. Bây giờ mà mình đổ vô á, thì cái thật sự đó quý vị biết sao không? Cái món bánh tầm khoai mì này á, nó rất là lâu, nó kéo dài thời gian lắm. Cho nên á, là ngày hôm nay sẽ nói về cái công thức để làm cái bánh thôi. Đúng. Và đã có một dĩa bánh tầm khoai mì rất là ngon rồi đang chờ đợi quý vị. Nhưng mà bây giờ thì Hồng Thắm sẽ chỉ cho chúng ta công cách thức làm và cái bí quyết đúng làm rồi sao cho nó ngon. Đúng rồi. Thì với cái trọng lượng là 16 ounce một gói này thì mình làm là nửa lon nước cốt dừa. Có trọng lượng là 14 ounce là 400 ml đó. Thì mình lấy phân nửa thôi, và nửa khắp bột năng. Và tí xíu muối thôi. Muối. Mình cho nó đậm đà mà. Tí xíu muối và 2 muỗng canh đường. Rồi mình trộn đều lại với nhau. Rồi bây giờ cũng nhắc lại nha quý vị nha. Cái khoai mì này thì sao nè? Một gói. Rồi nước dừa thì nửa cái lon này nha quý vị. Cái này ở mình ra chợ thì mình cũng sẽ thấy cái lon cốt nước cốt dừa. Cái này nước cốt dừa hay là nước dừa? Nước cốt dừa. Có nghĩa là trái dừa mình xay ra mình vắt cái nước cốt á, đúng không? Đúng rồi. Là nửa cái lon này. Sau đó nửa khắp bột năng. Là có cái khắp á, khắp nấu ăn á. Nửa khắp bột năng. Dạ. Rồi muối. Ít xíu muối. Và 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh đường tùy ha. Dạ. Ví dụ như có người thích ăn ngọt. Ngọt thì ta bỏ thêm. Còn giống như mình á thì bây giờ ai cũng sợ ngọt. Cho nên á Thắm nghĩ là 2 muỗng canh đường là vừa rồi anh Quân. Dạ. Ủa Thắm ơi, vậy thì bắt đầu mình làm thì mình làm sao hết Thắm? Thì khi mà anh Quân trộn đều các hỗn hợp lại với nhau. Bỏ hết vô. Dạ, trộn. Với cái một gói này á thì Thắm có thể Thắm làm chia ra 3 màu. Tại vì Thắm thích là nè, cái màu trắng thì natural tự nhiên rồi ha. Thì Thắm thích cái màu hồng nè, cái màu xanh nè. Thì mình chia ra làm 3 phần. Có màu tím không?
có màu tím mình luôn. Mình muốn làm đủ màu được không? Được. Mày sắc cầu vồng. Được, nhưng mà với cái số lượng một gói á, thì nó không có đủ anh Quân. À. Nếu mà anh muốn làm màu tím nữa đó là phải 2-3 gói trở lên. À trời ơi. Dạ cái đó là tùy thôi, tùy màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Có cái màu mà như là cái áo của... Dạ được, dạ được, có màu đỏ luôn. À, có màu đỏ. Dạ, thì bây giờ á, là một gói này thì em làm khoảng 3 màu thôi. Là màu trắng nè, màu hồng và màu xanh. Màu hồng, màu xanh. Dạ, thì mình chia đều ra. Rồi. Rồi thế là mình đem lên sửng á, mình bỏ vô cái sửng. Bỏ cái sửng. Mình hấp. Hấp lên. Dạ, mình hấp lên. Hấp là lên khói nghiêng. Khoảng 13 phút là nó chín. 13 phút. Khoảng 13 phút là nó chín. Ủa sao đơn giản quá vậy? Dạ, đúng rồi. Nó chín xong rồi á, anh Quân đem cho nó thiệt là nguội, anh Quân lấy ra. À. Lấy ra rồi anh Quân sắc sợi. À, à mình sắc sợi. Là một cái miếng luôn hả? Đúng mình rồi. Là mình miếng, xong rồi cái miếng đó xong rồi mình sắc 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 đúng ra rồi. Sợi. Dạ. Rồi. Sắc sợi xong thì không thể nào mà thiếu cái dừa bào. Ồ. Cái này là dừa nè. Dừa bào. Dừa nạo đó, ở bên Việt Nam mình gọi là dừa nạo. Dừa nạo. Cái dừa này nạo. Là em mua tự về em nạo luôn, cái dừa trái mình em đó. Mệt không? Dạ không, tại vì nấu ăn là niềm đam mê rồi. À, nấu ăn là niềm đam mê của Thắng đó dạ, mình dạ. Ơi. Dạ. Rồi xong sao nữa? Thì khi mà xong rồi thì mình trộn dừa vô. À. Mình sắc sợi xong mình trộn dừa vô thì mình sẽ ăn với đầy muối mè. Muối mè. Rắc một ít muối mè lên. À. Rồi có người anh Quân ăn với nước cốt dừa nữa. Ồ. Nếu thích béo thì cũng có thể là mình thắng nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình thắng lên. Bỏ đúng vô. Rồi, đúng rồi. Cho nó béo béo. Rất là ngon. À. Rất là ngon. Nhưng mà ai sợ béo thì rắc cái này là đủ rồi. À, rắc dạ. Cái này là đủ. Bây giờ mình tàn tàn tan đi. Dạ. Tàn tàn tan cho hồ miếng cái bánh tầm khoai mì chứ bây giờ nôn lắm rồi đó. Vậy bây hả? Giờ tàn tàn tan đi ha. 1 rồi. 2 3 nha. 1 2 3. 1 2 3 tàn tàn tan. Đó, anh Quân thấy đẹp không? Anh Quân thấy màu sắc đẹp không? Trời ơi đó, quá đẹp của luôn những ha. Cái màu này đó. Đó, đó. Là cái màu hồng là cái chai này. Đúng còn rồi. Cái màu xanh. Xanh là cái đúng cái rồi. Này. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ Quân nói nghe nè. Bây giờ mình ăn đi. Rồi bây giờ anh Quân rắc cái này lên. Quân rắc cái này lên đúng dạ, không? Đúng rồi. Rắc cái này lên. Ê, trời ngon ơi. Mà. Ngon quá đi. Đúng rồi. Wow, đó, mọi người thấy không? Hồng Thắm ngoài là nghệ sĩ, hát cải lương. Đừng có nói nghệ sĩ mắc cỡ lắm. Nghệ sĩ lắm. Hát cải lương mà Quân thấy là Thắm là đủ tố chất để trở thành một nghệ sĩ về lĩnh vực cải lương dòng cổ rồi. Đâu có đâu. Tại vì Thắm hát rất là hay quý vị. Anh Quân quá khen thôi. Thôi bây giờ mình trước khi mình ăn thì Thắm có thể nào cho các quý vị khán giả một câu dòng cổ được không hả? Tại sao không? Tại sao không? Nãy giờ anh Quân ca ngợi quá thì mình phải bắt buộc là Thắm phải gửi đến quý khán giả một tí xíu thôi nha, một tí xíu một thôi tí tại xíu vì thôi. Mình cũng không có thời gian nhiều. Không một tí xíu dạ, nhưng mà xíu nhiều thôi. Xíu nha, mày mỗi món là thấm dạ. Cho một cái câu dụng cổ đi nha. Rồi. Được không? Được. Đồng ý. Được, đồng ý. Dạ. Rồi bắt đầu nha. Ừ, bắt đầu. Trời giá lạnh một mình lang thang trên hè phố vắng. Anh đi tìm ai mà tâm tư triệu nặng, tôi đi tìm ai mà thầm lặng bước chân mình. Wow, hay quá mọi người ơi. Mọi người nếu mà yêu mến nghệ sĩ Hồng Thắm thì mọi người hãy đến với bếp nhà bà Tám nha để được thưởng thức một số làn điệu và giọng cổ mà Hồng Thắm gửi đến quý vị. Nhưng mà không những Hồng Thắm có ở bếp nhà bà Tám không đâu, Hồng Thắm cũng đã có xuất hiện rất là nhiều chương trình truyền hình và đặc biệt là những chương trình của chùa đúng không hả? Dạ. Thì Hồng Thắm cũng đến để góp mặt, để góp một cái phần nào đó cho cái tài năng của mình, giọng hát của mình đến với quý vị khán giả gần xa. Và bây giờ thì thôi, bây giờ mình nếm đi. Rồi, mình nếm nha, Quân nếm nha. Ngon quá Thắm ơi. Ngon cực kỳ luôn. Thắm có một cái lời gì gửi đến quý vị khán giả không? Dạ, cuối cùng thì Hồng Thắm xin chào và chúc khán giả được nhiều sức khỏe và được an lạc.
Và Hồng Thấm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại những cái show tiếp theo ạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì món bánh tầm khoai mì đã được nghệ sĩ Hồng Thấm, cô bé rất là xinh xắn ngày hôm nay được thực hiện. Và Đông Quân không biết nói gì hơn là chúc Hồng Thấm luôn luôn trẻ đẹp, xinh xắn và giọng hát bay cao, vút cao hơn nữa đến với quý vị khán giả gần xa. Và quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Thấm trong con đường tương lai với niềm đam mê của Hồng Thấm nhé. Và một lần nữa, bếp nhà bà Tám xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin chào.